777 Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng? Trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng có thể là sự hư hỏng về giới có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni là người che giấu lỗi lầm được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni là người che giấu lỗi lầm được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng có thể là sự hư hỏng về giới có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni là người xu hướng theo vị tỳ khưu bị phạt án treo, không chịu dứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni là người xu hướng theo vị tỳ khưu bị phạt án treo, không chịu dứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng có thể là sự hư hỏng về giới có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của vị ni làm đầy đủ sự việc thứ tám được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của vị ni làm đầy đủ sự việc thứ tám được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng có thể là sự hư hỏng về giới có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp tiến hành việc thưa kiện được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp tiến hành việc thưa kiện được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng có thể là sự hư hỏng về giới có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni tiếp độ nữ đạo tặc được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni tiếp độ nữ đạo tặc được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng có thể là sự hư hỏng về giới có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của dị ni một mình đi vào trong làng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni một mình đi vào trong làng được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Có thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni phục hồi cho dị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo pháp theo luật, theo lời dạy của bậc đạo sư, khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của vị ni phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất, phạt án treo theo pháp theo luật, theo lời dạy của bậc đạo sư, khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng có thể là sự hư hỏng về giới có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của vị ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mềm tự tay của người nam nhiễm dục vọng rồi thọ thực được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của vị ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi thọ thực được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng có thể là sự hư hỏng về giới có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của vị ni suối dục rằng này ni sư người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm dục vọng. Này ni sư, người đàn ông ấy dân vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của vị ni suối dục rằng, Này ni sư, người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dân vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi. Được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Có thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nổi giận và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nổi giận và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Có thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó, rồi nổi giận và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó rồi nổi giận và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng có thể là sự hư hỏng về giới có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của các tỳ khưu ni thân cận giới thế tục và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của các tỳ khưu ni thân cận với thế tục và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng, có thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị ni suối dục rằng này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba. Được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Có thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị ni suối dục rằng Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng có thể là sự hư hỏng về giới có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị ni tiến hành việc tích trữ bình bác được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị ni tiến hành việc tích trữ bình bác được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của dị ni sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là y trong thời hạn, rồi bảo phân chia, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là y trong thời hạn, rồi bảo phân chia, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị Ni sau khi trao đổi y với vị Tỳ khưu Ni rồi giật lại được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Các tội vi phạm của vị Ni sau khi trao đổi y với vị Tỳ khưu Ni rồi giật lại được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị Ni sau khi đã yêu cầu giật khác lại yêu cầu giật khác nữa được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni sau khi đã yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni sau khi bảo sắm vật khác lại bảo sắm vật khác nữa, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của dị ni sau khi bảo sắm vật khác lại bảo sắm vật khác nữa được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của vị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của vị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của vị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm, các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của vị ni bảo sắm tấm tròn loại dày vượt quá tối đa bốn cam sa được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của vị ni bảo sắm tấm tròn loại dày vượt quá tối đa bốn cam sa được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của vị ni bảo sắm tấm choàng loại nhẹ vượt quá tối đa hai cam sa rưỡi được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của vị ni bảo sắm tấm choàng loại nhẹ vượt quá tối đa hai cam sa rưỡi được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni nhai tỏi được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni nhai tỏi được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni cạo nhổ lông ở chỗ kín, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni cạo nhổ lông ở chỗ kín được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni cọ sát bằng lòng bàn tay được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni cọ sát bằng lòng bàn tay được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni áp dụng gậy ngắn bằng nhựa cây được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni áp dụng gậy ngắn bằng nhựa cây được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của dị ni áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước vượt quá tối đa hai lóng tay được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của dị ni áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước vượt quá tối đa hai lóng tay được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của dị ni với nước uống hoặc quạt Đứng gần vị tỳ khưu đang thọ thực được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Các tội vi phạm của vị ni với nước uống hoặc quạt, đứng gần vị tỳ khưu đang thọ thực được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi thọ dụng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng? trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi thọ dụng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni đổ bỏ phân hoặc nước tiểu, hoặc đờm giải, hoặc rác rến, hoặc thức ăn thừa phía bên kia bức tường, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của dị ni đổ bỏ phân hoặc nước tiểu hoặc đờm giải hoặc rác rến hoặc thức ăn thừa phía bên kia bức tường được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của dị ni đổ bỏ phân hoặc nước tiểu hoặc đờm giải hoặc rác rến hoặc thức ăn thừa lên cỏ cây xanh được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của vị ni đổ bỏ phân hoặc nước tiểu, hoặc đờm giải, hoặc rác rến, hoặc thức ăn thừa lên cỏ cây xanh. Được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị ni đi để xem vũ hoặc ca hoặc tấu nhạc được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của vị ni đi để xem vũ hoặc ca hoặc tấu nhạc được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị ni cùng người nam, một nam với một nữ đứng chung ở trong bóng tối ban đêm không có đèn được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của vị ni cùng người nam, một nam với một nữ đứng chung ở trong bóng tối ban đêm không có đèn được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của dị ni cùng người nam một nam với một nữ đứng chung ở chỗ được che khuất được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của dị ni cùng người nam một nam với một nữ đứng chung ở chỗ được che khuất được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni cùng người nam, một nam với một nữ đứng chung ở khoảng trống, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni cùng người nam, một nam với một nữ đứng chung ở khoảng trống, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của dị ni cùng người nam, một nam với một nữ đứng chung ở đường có xe cộ hoặc ở ngõ cục hoặc ở giao lộ được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni cùng người nam, một nam với một nữ đứng chung ở đường có xe cộ hoặc ở ngõ cục hoặc ở giao lộ được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của vị ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi rồi ra đi không thông báo chủ nhân được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của vị ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi rồi ra đi không thông báo chủ nhân được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của vị ni sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn rồi ngồi xuống trên chỗ ngồi không hỏi ý chủ nhân được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Các tội vi phạm của vị ni sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn rồi ngồi xuống trên chỗ ngồi không hỏi ý chủ nhân được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của dị ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối, không hỏi ý chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối, không hỏi ý chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni do hiểu sai, do xét đoán sai, rồi than phiền với dị khác, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni do hiểu sai, do xét đoán sai, rồi than phiền với dị khác, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng, là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni nguyền rủa bản thân hoặc người khác về địa ngục hoặc về phạm hạnh được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni nguyền rủa bản thân hoặc người khác về địa ngục hoặc về phạm hạnh được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị ni tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Các tội vi phạm của vị ni tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị ni lỏa thể tắm được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? các tội vi phạm của dị ni lõa thể tắm được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni bảo thực hiện giải tròn tắm vượt quá kích thước được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni bảo thực hiện giải tròn tắm vượt quá kích thước được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni rồi không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo người khác may lại được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni rồi không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo người khác may lại được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của dị ni vượt quá năm ngày thiếu vắng y hai lớp được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của dị ni vượt quá năm ngày thiếu vắng y hai lớp được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni mặc y căn bản của dị ni khác được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni mặc y căn bản của dị ni khác được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni cản trở lợi lộc dị y của nhóm được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của dị ni cản trở lợi lộc về y của nhóm được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni ngăn cản sự phân chia y đúng pháp được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni ngăn cản sự phân chia y đúng pháp được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni cho y của sa môn đến người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni cho y của sa môn đến người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của vị ni để cho vượt quá thời hạn về y khi niềm hy vọng về y không chắc chắn, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của vị ni để cho vượt quá thời hạn về y khi niềm hy vọng về y không chắc chắn, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của dị ni ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng pháp được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Các tội vi phạm của dị ni ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng pháp được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của hai vị tỳ khưu ni nằm chung trên một chiếc giường được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Các tội vi phạm của hai vị tỳ khưu ni nằm chung trên một chiếc giường được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Các tội vi phạm của hai vị tỳ khưu ni nằm chung trên một tấm trải, tấm đắp được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? các tội vi phạm của hai vị tỳ khưu ni nằm chung trên một tấm trải tấm đắp được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của vị ni cố ý quấy rầy tỳ khưu ni khác được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của vị ni cố ý quấy rầy tỳ khưu ni khác được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của dị ni không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của dị ni không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm các tội vi phạm của dị ni sau khi đã cho dị tỳ khưu y khác chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng các tội vi phạm của dị ni sau khi đã cho dị tỳ khưu y khác chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm